Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2022, huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, văn phòng huyện ủy, lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban khối tuyên giáo, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy các xã thị trấn, các đồng chí cộng tác viên, dư luận viên cấp huyện, đồng chí Phạm Công Quốc, Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Năm 2021, Ban tuyên giáo đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành các chương trình kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương của tỉnh, của huyện, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết chỉ thị, xây dựng ban hành văn bản triển khai thực hiện các quyết định hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều nội dung quan trọng khác. Tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn các ngành đơn vị trong khối tuyên giáo, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chỉ đạo các đơn vị trong khối tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền thực hiện lưu động, phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của huyện trên báo cáo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, vòng thi cụm kết quả 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ huyện đến xã, chất lượng được nâng lên trên 4 loại hình tuyên truyền: báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử cùng hệ thống tuyên truyền trực quan lưu động, luôn hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm thường xuyên có hiệu quả. Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phối hợp đạt được một số hiệu quả rõ nét. Tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy và nhiều văn bản để chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện trên các mặt công tác khoa giáo. Ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao, an sinh xã hội. Tổ chức ra ban công tác khoa giáo với sự tham gia của các ngành, các đơn vị trong khối để định hướng tư tưởng và thực hiện tốt công tác phối hợp, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo trên địa bàn và đóng góp của công tác tuyên giáo đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trao đổi những cách làm mới, cách làm hay, sáng tạo trong lĩnh vực của địa phương, đơn vị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của tỉnh, của huyện, nuôi dưỡng và nhân rộng mô hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết về thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng, đảm bảo tiến độ chất lượng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch, kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc nổi cộm phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với đó tăng cường phối hợp với địa phương, cơ quan đơn vị tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ cộng tác viên dư luận viên, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng thông tin dư luận trong cán bộ nhân dân, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác với mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và chủ trương quan điểm lãnh đạo của Đảng ta, thực hiện tốt quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của lĩnh vực tuyên giáo, nâng cao hơn nữa chất lượng của bản tin thông báo nội bộ, đảm bảo thông tin phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Nhân dịp này, hội nghị đã trao giấy khen cho tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.